Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách ấp trứng trứng ốc bô đen bên mình ha. Thì khi mà các bạn lấy trứng vô á, thì các bạn sẽ cho vào cái hồng xốp này. Mình sẽ lót một tấm lưới. Rồi mỗi ngày mình sẽ tưới. Tưới cho trứng nó hơi ẩm ẩm nha các bạn, đừng có tưới nhiều quá. Nhiều quá thì trứng nó sẽ bị úng và hư á. Ở dưới thùng thì các bạn chuẩn bị nước sẵn ha, khoảng một phân phân nước là được rồi. Thì các bạn ấp, thì những cái trứng này á, thì nó sắp nở rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mấy cái trứng mà nó sắp nở thì nó rất là mềm, thì nó mềm như dâu câu rồi các bạn. Đấy, nó mềm nhũn không. Rồi. Khi mà trứng sắp nở thì nó sẽ rất là mềm, còn mà trứng trứng mới mới và nó chưa có nở á thì nó sẽ rất là cứng. Mình đụng vô thì nó sẽ bị bể cái vỏ bên ngoài, nên mình tác động thì làm nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Cái lưới này cái lỗ nó hơi bự nha các bạn. Các bạn ấp thì các bạn cho cái lỗ nhỏ hơn xíu. Thì bên đây mình sử dụng thêm cái nắp của cái cái bị. Thì trứng ở đây thì cũng sắp nở rồi các bạn. Hiện tại là đang nở một số con rồi. Này, cái mình dội kỹ cho các bạn coi ha. Thì trứng nó đang chuẩn bị dớt xuống đó các bạn. Thì dớt xuống thì nó sẽ bò. Nó bò lên và nó sẽ bám lên những cây rong mình có chuẩn bị sẵn rong trong đây nè các bạn. Thì một số ốc thì nó sẽ nổi, nó sẽ bò trên mặt nước được luôn nha các bạn. Đấy. Và khi mà ốc nó nở ra thì nó sẽ ăn luôn. Nó sẽ ăn tất cả mọi thứ mà nó ăn được, kể cả rong nha các bạn. Thì sau khi nó đẻ thì mình có thức ăn thì mình sẽ cho nó ăn ha, và khoảng là cho nó ăn bầu với mớp á các bạn. Các bạn bào mỏng ra giờ bỏ vô đây khoảng 1-2 lát thôi nha các bạn. Nói chung là ốc này thì cách ấp trứng thì cũng rất đơn giản các bạn ơi, thì cái hiệu quả cũng rất là cao. Mình thấy ấp thì các bạn, mình tư vấn cho các bạn là các bạn nên chọn những cái có mua giống thì nên chọn trứng ha, đừng có mua những cái con giống bố mẹ về. Thì giống bố mẹ về cái nó lạ nước á thì mình rất là khó chăm sóc và nó có thể là bị chết. Còn đây thì mình sẽ cho nó ăn bèo cám nha các bạn. Bèo cám thì mình chuẩn bị sẵn rồi. Đấy, bèo cám là cái nguồn thức ăn rất là dinh dưỡng cho cái con ốc của mình. Đặc biệt là ốc con ha. Thì các bạn cho nó ăn bèo cám thì nó lớn rất là nhanh. Trứng này là ngày mai này sẽ nở hết nha các bạn. Khá là đen rồi. Trứng đang bắt đầu nở đó các bạn. Mình đã dội kỹ cho các bạn xem ha. Ở đây thì nó có con gì các bạn, con gì đó quét các bạn. Đấy. Còn đây là ốc đã nở rồi nha các bạn. Ốc mình ấp thì nó sẽ trong vòng khoảng 20 mấy ngày nó mới nở nha các bạn. Và đây thì mình sẽ cho các bạn coi ốc khi nó nở ra và nó ăn rất là nhiều. Nó ăn chủ yếu là mớp và bầu. Mình thấy mớp và bầu thì nó ăn rất là dữ nha các bạn. Với bèo cám ha.
Ở đây mình sẽ hớt lên cho các bạn coi thử cái mẫu ốc mà nó mới mới nở được 2 bữa nha các bạn. Đấy, thì bên đây cũng nó cũng nở luôn rồi các bạn ơi. Mình cứ cung cấp bèo cho nó ăn thôi, và mớp mớp với bầu thì các bạn có cái gì ngon thì cho nó ăn. Clip tới đây thì mình sẽ tạm dừng nha. Bye bye các bạn.